cho ban tổ chức cũng như gia đình. Đang từ từ tiến vào trong khu vực hôn thứ 9 của người gái chúng ta. Xin được thay mặt cho khán giả người gái xin được xin tập với những người các ông, các bà, các bác, anh chị và cũng như tất cả quý vị đã. Dạ vâng, và một nữa thay mặt cho ban tổ chức cũng như gia đình và người gái này về dẫn chương trình. Vâng, và cũng như đầu tiên cho phép chương trình đại diện cho ban tổ chức xin được bà gửi lời chào, lời kính chúc quốc thể và lời chào thân trọng nhất. Vâng, mà kính thưa quý vị, thật đúng là gặp chàng thì dưới ánh trăng thanh, mà mời nhau ăn miếng trầu xanh trắng đồng, mà trầu xanh thì có trắng chê hở. 65 ngày đã vui, và cũng như ngày hôm nay thì tại quán ăn chính của hội gánh chúng ta, long trọng chào đón thì sẽ có mặt của các cụ ông, các cụ bà cùng toàn thể cậu vợ cô dì chú bác, các vị thân khách quý xa gần, bạn bè của cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Tất cả quý vị, chúng ta đã có đông đủ sự hết các cụ ông, các cụ bà cùng toàn thể cậu vợ cô dì chú bác, hoàng nội hoàng ngoại cũng như gia đình hoàng gái. Vâng, và ngày hôm nay thì với khán phòng có sự hiện diện có mặt của các ông bà, các bác anh chị và cũng như ban đại diện hoàng trai đã có mặt tại khán phòng dưới hoàng gái chúng ta. Xin đề nghị tập thể huấn trường hoàng gái dành cho hoàng trai một tràng vỗ tay thật cao thật lớn và thật công nghiệp để chào đón hoàng trai. Vâng, và ngày hôm nay thì để chúc phúc cho buổi lễ quy của hai bạn trẻ Lan Anh và Duy Thanh của chúng ta có sự hiện diện có mặt của các ông bà, các bác, các anh chị cũng một tràng vỗ tay thật to thật lớn và đồng nhiệt ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thật đúng là chiếc tôn đồng thì khen ai thiếu chọn, mà duyên đến dần thì cho đôi lứa uyên ương và cha mẹ chúc mừng cho dâu hiền nên gái thì hiền nên trai. Mở đầu chương trình cho lễ vũ khí thì ngay sau đây xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng ăn trầu uống nước ăn bánh kẹo và cũng như hướng mắt có ý kiến trao dâu và cũng như có cây trầu xin cưới ạ. Vâng, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời bác đại diện xin kính thưa các bác, các anh, các chị đại diện cho các cấp chính quyền đảng, chính quyền địa phương các cấp, kính thưa các bác, các anh, các chị đại diện cho các ban ngành toàn thể cơ quan của khu phố, kính thưa các cụ ông cụ bà, các cậu các dì, các bác các mợ, đại họ của gia đình nội ngoại của cháu anh, tôi thay mặt cho bên đoàn nhà trai về tới đây cảm thấy rất hạnh phúc. Và tôi xin giới thiệu đoàn chúng tôi gồm có tôi, các thím và em của cháu Thanh nữa, và bố mẹ của cháu Thanh thì hôm nay là có bố của cháu Thanh cũng có mặt về để thăm hỏi gia đình nội ngoại của gia đình ta. Và đến giờ phút này tôi thay mặt cho bên đoàn nhà trai không có gì vui bằng một lễ xin đoán dâu, muốn xin con cái của các ông bà đại họ để trở về với già ngoài để làm dâu nhà người, làm dâu nhà chúng tôi. Được sự vui vẻ đồng ý của hai bên gia đình xây dựng cho 100 năm hạnh phúc cho hai cháu, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai có cơi giàu, trước tiên kính gia tiên và xin cho cháu Lan Anh về làm dâu ông bà Lan và họ nhà trai. Thay mặt cho nhọn nhà gái, tôi xin chấp nhận cơi giàu xin dâu và đồng ý cho họ nhà trai đón cháu Lan Anh về làm dâu ông bà Lan và họ nhà trai và mạnh liên và làm rể cho họ nhà chúng tôi. Thay mặt cho họ nhà gái, tôi xin đồng ý cho nhà họ nhà trai đón cháu Lan Anh về hôn trường để tổ chức lễ thành hôn. Một lần nữa tôi xin kính chúc sức khỏe ông các bà. Xin quý vị hãy dành cho một tràng vỗ tay thật to thật lớn cùng quyền ạ. Vâng, cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị.
Dạ vâng, kính thưa tất cả các ông, các bà, các bác, anh chị và các thể thân mến. Vâng, và ngày hôm nay thì tôi mà khi trên núi thì cúi đầu, khi sẽ hoa nở thì chờ trăng lên, mà để rồi trăng đây với hỏi em rằng xin em đủ lá đang sẵn được chưa, mà ngại ngùng thì em vẫn xin thưa mà nói sao cho đẹp cho vừa lòng nhau, mà đợi ngày gió mắt cho thanh và đợi ngày bưởi chín táo xanh em chờ. Tình yêu của hai bạn thì không thể nói hết bằng thơ, và bao nhiêu năm đời tháng chờ là đây. Và ngày hôm nay, ngày 24 tháng 2 năm Ất Mùi, tức ngày 12 tháng 4 năm 2015, đang mong ước và đã đến tháng này đẹp sắc hồng. Và để cho quý vị không phải chờ lâu, ngay sau đây xin mời sư đoàn đứng đầu, cô dâu và chú rể hãy đứng dậy để chào toàn thể hội trường một lần nữa. Và xin quý vị hãy dành cho đôi bà trưởng quốc gia một tràng vỗ tay ạ. Và cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị. Dạ vâng, ngày chúng tôi cảm ơn mà công cha nghĩa mẹ xóm thôn về tình, mà tôi xin thay mặt cho gia đình xin gửi tới quý vị nghĩa tình đằng sau. Nào chú rể kia cô dâu mà tay trong tay hạnh phúc, xin mời hai bạn hãy nghiêng mình cúi chào toàn thể hội trường một lần nữa. Vâng, kính thưa quý vị, thật đúng là nhắc đến quê hương Hòa Bình thì phải nói như này, Hòa Bình thì quả thật tuyệt vời. Mà con chàng và ngày hôm nay quê hương là quê của chúng ta thì cũng chẳng kém gì, mà cổ tay thì êm trắng như ngà, mà mắt em lại còn sắc như là rau cau, mà nụ cười thì còn như thể hoa ngâu, mà chiếc khăn đội đầu còn như thể hoa sen. Và ngày hôm nay thì tôi để chứng kiến cho đôi tân lang tân nương đẹp nhất của chúng ta, thì một lần nữa xin quý vị hãy dành cho đôi bạn trẻ chúng ta một tràng vỗ tay nữa thật to thật lớn và thật đồng nhiệt để chúc mừng cho hai bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay đã chính thức trở thành vợ thành chồng ạ. Và nuôi con không lớn thì mới biết công lao mình thầy, nuôi con không lớn cho đời và ngày hôm nay con đã dựng xây gia đình. Vâng, và cũng như để làm tròn bổn phận của ông bà cũng như bố mẹ, ngày hôm nay thì ngay sau đây xin mời bà nội của Lan Anh sẽ ra ngoài với hôn trình chính để có một món quà, tức là một kỷ vật nhân kế che chở cho cháu gái của bà đến suốt cả cuộc đời. Và thay mặt cho chú rể Duy Thanh thì chúng con cũng xin cảm ơn tình cảm của bà. Vâng, xin cảm ơn bà. Vâng, và chúng con cũng xin hứa là sẽ sống bên nhau để hạnh phúc.
đấy thì có rất là có định nghĩa đúng không ạ? Nhưng mà lúc mà mình đưa ra cái quyết định ấy, là bọn mình sẽ cố gắng để đi đời với nhau đến cuối con đường nhá, thì mình có một suy nghĩ là như thế này, thì nếu mà mình bỏ, mình chỉ nghĩ là nếu mà mình bỏ lỡ cơ hội này thì sau này mình đi lại có tiếc nuối hay không, thì lúc nào cũng luôn cảm thấy là sẽ vô cùng tiếc nuối, nên là mình sẽ quyết định là sẽ để thời gian đi. Và kính thưa toàn thể các quý vị, gia đình họ nhà trai chúng ta cũng đã bao năm tháng đầy đêm mưa, hạnh phúc đã đến với gia đình họ nhà trai chú rể chú Thanh, niềm vui tràn ngập, niềm vui và niềm hạnh phúc. Gia đình họ nhà trai chúng ta hôm nay đang có mặt tại hội trường với niềm trang trọng để đón những tình cảm của các quý vị đến chung vui từ gia đình họ nhà gái cô dâu Lan Anh tại vụ bản Lạc Sơn. Và kính thưa toàn thể các quý vị, đúng là có sông thì phải có đò, mà có con gái lớn lấy chồng cũng phải dần dò đôi câu. Quan viên của gia đình họ nhà gái kính thưa quan viên hai họ, kính thưa quý vị khách quý cùng toàn thể các bạn bè thân thiết của hai cháu đã về dự chúc phúc cho hai cháu ngày hôm nay. Trước hết tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Và các quý vị chúng ta cùng dành tặng cho đại diện của gia đình họ nhà gái một hôm nay ngày lành tháng tốt, được ông tơ bà Nguyệt theo duyên và sự vun đắp của hai bên gia đình, cháu Duy Thanh và cháu Lan Anh đã chính thức trở thành vợ và chồng. Thay mặt đoàn nhà gái chúng tôi xin gửi gắm cháu Lan Anh về với ông bà Lan và họ nhà trai. Tuổi đời của cháu đã trưởng thành nhưng kinh nghiệm cuộc sống còn nhiều non trẻ. Chúng tôi mong rằng các bậc sinh thành và các ông bà bên nhà trai dạy bảo cháu để cháu trở thành cho tình thông gia được bền chặt và chúc cho cháu được trăm năm hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, các quý vị chúng ta hãy cùng dành tặng một tràng pháo tay nữa cho đại diện của gia đình họ nhà gái cô dâu Lan Anh đến từ vụ bản Lạc Sơn. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, đúng là có sông thì phải có đò, mà có con cái lớn lấy chồng cũng phải dặn dò đôi câu. Cũng có lời căn dặn với cô dâu Lan Anh trước giờ phút trở về làm dâu của gia đình họ nhà trai chúng ta. Vâng, đại diện của gia đình họ nhà gái cô dâu Lan Anh cũng có đôi lời căn dặn rằng: Lan Anh cháu ơi, trăng kia còn khi khuyết khi tròn, nó giống như núi đá sống mỏi mòn theo tháng năm, chỉ có tình yêu của hai cháu là mãi mãi đẹp như ánh trăng rằm. Anh như sóng biển vỗ bờ, còn em như bãi cát đợi chờ sóng anh. Tình yêu của hai cháu như lúa còn xanh, đại mùa thuận vợ thuận chồng, chung tay tất cả biển đông có ngày. Và Lan Anh con ơi, con về là bổn phận phải làm dâu, phải giúp đỡ bố mẹ mai sau tuổi già, sau này hai con phải thay mẹ thay cha, chờ giờ phút làm về để trở về làm dâu hiền của gia đình họ nhà trai chú rể chú Thanh. Xin được thay mặt cho gia đình họ nhà trai chú rể chú Thanh trân trọng cảm ơn những lời căn dặn của đại diện gia đình họ nhà gái với cô dâu Lan Anh trước giờ phút mà chúng ta cùng trai chúng ta, gia đình ông Nguyễn Du Can và bà Bạch Thị Lan hôm nay chính thức được hân hạnh viết chung tay trên tấm thiệp hồng cùng gia đình với ông Cố Văn Mạch và bà Đỗ Thị Liên tại vụ bản Đà Sơn.
và gia đình họ nhà trai chúng ta cũng chính thức sẽ có lời phát biểu trước toàn thể các quý vị, để hai gia đình chúng ta sẽ chính thức kết thành mối tình thông gia và Duy Thanh, Lan Anh sẽ chính thức trở thành vợ thành chồng. Xin các quý vị gửi lời chào trân trọng nhất đến các ông các bà đại diện cho họ nhà gái đã về dự lễ thành hôn của hai cháu Duy Thanh và Lan Anh. Kính thưa toàn thể các ông các bà, gia đình đường ngoại, nam thanh nữ tú, qua một thời gian hai cháu Duy Thanh và Lan Anh tìm hiểu được hai chính quyền địa phương là đồng tình ủng hộ, đặc biệt là gia đình. Hôm nay được ngày lành tháng tốt, hai gia đình tổ chức hạnh phúc trăm năm cho các cháu. Từ giờ phút này, cháu Lan Anh và cháu Duy Thanh là vợ là chồng, và cũng mong muốn rằng hai gia đình nội ngoại lúc nào cũng là vun hạnh phúc cho đôi bạn trẻ, và được chúc hai gia đình thông gia bền vững, và chúc các cháu hạnh phúc trong năm, chúc toàn thể hồi hôn mạnh khỏe, chúc hồi hôn thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Về một đêm nữa hai tháng tốt đầy lành, chúng tôi xin chúc mừng cho hai họ nhà ta đã vinh quang cửa nhà. Chúc mừng cho hai họ nhà ta kế dâu tròn rể thật là đẹp đôi. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, về phần tân gia nhân của các quý vị trong buổi lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc Duy Thanh và Lan Anh hôm nay, xin được trân trọng kính mời về tân lang và tân gia nhân chúng ta hãy bước lên. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, trước mắt các quý vị là nơi tân lang tân gia nhân của quê hương hòa bình chúng ta. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, đôi bạn trẻ của chúng ta được ví như đôi chim đang tung bay cánh giữa trời, nguyện thề non nước biển để được chung lòng chung sức và để được thành vợ thành chồng. Kính thưa toàn thể các quý vị, đúng là dù ai đi bốn phương trời, hỏi đâu lịch sử được như người hòa bình quê ta. Hòa bình của chúng ta đúng là chỉ đẹp nhưng không giàu, hẳn là con trai con gái thì khắp mọi miền đất Việt cũng không đâu đẹp bằng. Còn ai thắc mắc hay phản chăng, cứ nhìn cô dâu và chú rể làm bằng chứng đây. Hôm nay chú rể Duy Thanh các quý vị thấy thế nào? Hôm nay ngày cưới em được trông ví như chị Hằng Nga, đến thiên bằng nguyên soái cũng phải khóc hòa vì yêu. Còn chú rể của chúng ta hôm nay thế nào ạ? Vâng, nhìn kỹ thì đúng là đẹp trai trông giống như Sĩ Điều, nhìn sang bên kia cô dâu lại giống Thúy Kiều ngày xưa. Hai người ánh mắt đong đưa, nhìn nhau say đắm mà lại xa. Chàng trai Duy Thanh cũng đã nói với người bạn bè thân yêu của mình hôm nay rằng: Lan Anh em ơi em có nhớ một hôm nào anh nắm tay em đi dưới trời Vụ Bản đầy hạnh phúc, dưới ánh nắng quê hương vàng rực cánh đồng, xa xa uốn lượn một dòng sông, nước trong vắt như mắt em xanh thắm. Chú rể Duy Thanh sẽ trao chiếc nhẫn thân yêu cho người vợ thân yêu của mình. Các quý vị chúng ta hãy cùng dành tặng cho cô dâu và chú rể một tràng pháo tay thật lớn, và chúng ta hãy cùng chúc phúc cho đôi bạn trẻ Duy Thanh và pháo tay.
và chú rể cảm ơn tấm lòng của bố mẹ. Chú rể chú Thanh hôm nay cũng đã dành dụng những món quà ý nghĩa và kỷ niệm mà chính thức cô dâu và chú rể cũng không nói được điều gì, mà chỉ biết rằng con vẫn biết rằng công cha còn cao hơn non gái, mà nghĩa mẹ hiền hơn biển cả trời mây. Ghi công ơn cha mẹ, đạo làm con xin sống trọn đời với hiếu thảo. Xin các quý vị chúng ta hãy cùng dành tình cảm và những lời chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Thank you.
Rất kính thưa toàn thể các quý vị.